cô cố ý hại ta, là cô cố ý hại Dương gia chúng ta. Thật tiếc không phục. Hay là xôi chuỗi đó vốn là do cô làm ra, cho nên không nhìn cũng biết được bốn cung là hoàng hậu đang ngồi trên phụng vị mà muốn có nhất.